Tập 14. Nói đi, cô lấy đi di thể của Từ tiên sinh để làm gì? Ta chỉ không muốn cô tố cáo với điện hạ thôi. Tố cáo gì chứ? Khoa cử, chuyện khoa cử đó, ta không muốn bị điện hạ truy cứu. Cô nói sớm hơn có hơn không? Sao cô phải lôi thân phận Khánh Chương Phi ra với ta làm gì? Về tiếng khóc vào ban đêm, cô thử chặt cây hòe ở sân sau đi. Điện hạ, hôm nay người hùng hồn dũng dạc tố cáo Dịch Dương lên triều, cố gắng đòi lại công bằng cho Từ Thanh Sách, đã nhận được sự ủng hộ của các quan viên phái Thanh Quan. Đây là bái thiếp mà họ gửi tới à? Tốt. Điện hạ, Lục tiểu thư tới. Cho cô ta vào đây. Rõ. Điện hạ, chuyện khoa cử, nếu hôm nay cô tới để thỉnh tội, vậy thì không cần đâu. Nếu không có sự cố Từ Thanh Sách dùng máu hiến tế kỳ thi mùa xuân, bốn chương sẽ không thu hoạch được nhiều như vậy. Ta tưởng điện hạ mất tiên nghiêm thượng thư, ít nhiều gì cũng sẽ đau lòng. Nếu phụ hoàng biết được sự thật thì sẽ không còn con đường nào để quay về nữa đâu. Vậy nên nghiêm thượng thư không thể không chết. Vậy điện hạ thu hoạch được gì rồi? Đương nhiên là đám thanh quan trong triều. Bây giờ cả ngoài nhân gian lẫn trong triều đều cho rằng Dịch Dương lợi dụng nghiêm thượng thư. Dực Dương lợi dụng Nghiêm Thượng Thư để gian lận trong khoa cử, sau khi âm mưu bị lộ lại giết Nghiêm Thượng Thư để diệt khẩu. Bốn Dương chỉ mất một Nghiêm Thượng Thư, nhưng lại thu được sự ủng hộ của các quan viên phái Thanh Quan trong triều, còn có thể đổ tội lên đầu của Dực Dương. Giao dịch này chẳng phải là lời quá còn gì. Sau đó điện hạ lại hô hào đòi lại công bằng cho Từ Thanh Sách. Sau hai người với nhau, đương nhiên phái Thanh Quan sẽ cho rằng điện hạ tốt đẹp hơn Dực Dương nhiều rồi. Bốn Dương chỉ cần dỗ ngực tự trách, vì sao không cử nhiều người bảo vệ Nghiêm Thượng Thư hơn? Có ai không cảm động được chứ? Ta nên cử thêm nhiều người bảo vệ Từ huynh. Không ai ngờ được Dực Dương lại ra tay độc ác như vậy ngay dưới chân thiên tử. Còn chàng tranh luận có lý lẽ trước mặt của hoàng thượng, với bậc thanh quan trong triều cũng sẽ nhìn rõ bộ mặt thật của Dực Dương thôi. Điện hạ, như vậy bái thiếp của các thanh quan trong triều, chắc giờ họ đã nhận ra điện hạ tốt hơn Dực Dương nhiều rồi. Một bên là Nghiêm Thượng Thư, một bên là đám thanh quan trong triều, chắc cô biết nên chọn cái nào rồi chứ? Là ngài, chẳng lẽ là ngài? Khi đó Từ Thanh Sách đã có thanh danh, là nhân tài mới của phái Thanh Quan trong triều. Người cố ý giết hắn để giá họa cho Dực Dương, rồi giả vờ lên tiếng thay hắn. Giờ đó là nhận được sự ủng hộ của phái Thanh Quan trong triều, cũng giống hệt như cách người giết chết Nghiêm Thượng Thư bây giờ. Ta cho rằng chuyện ngươi và Từ Thanh Sách xem trọng lẫn nhau là thật nữa chứ. Không ngờ rằng ngay cả điều này cũng là giả. Thật nực cười. Không ngờ ta lại chung chăn gối với người như vậy suốt gần 10 năm. Sao vậy? Cô không quen à? Cô cảm thấy bốn Dương quá tàn nhẫn đúng hay không? Vậy ta nói cho cô biết, vị trí này lạnh lẽo đến thấu xương như vậy đấy. Hôm nay cô thất lễ như vậy, bốn Dương sẽ coi là cô buồn vì chuyện Từ Thanh Sách. Nếu như còn có lần sau thì bốn Dương sẽ không tha cho cô. Ra ngoài. Thank you.
có phải thỉnh thoảng cô sẽ nghe thấy tiếng khóc nức nở vào buổi tối không? Trong phòng của cô còn có một bức bình phong hai mặt in hình hươu trong rừng. Mặt bình phong được dệt từ vải lụa kiếm nam. Bốn mặt bình phong chắc có tổng cộng 6 con hươu nhỉ? Sát cửa sổ kê một chiếc sập, được làm từ ngọc nguyên tắm hiếm có. Thúy Thúy, Thúy Thúy, Thúy Thúy, Dương Phi sao vậy? Người mau ra sân sau chặt cây hòe kia cho ta, nhanh lên, nhanh lên. Dạ rõ. Trường Thi, Nghiêm Thượng Thư đã chết rồi, bà Di cũng cháy mất rồi, phải điều tra kiểu gì đây? Điện hạ, hay là cho các thí sinh thi lại lần nữa, rồi quan chấm thi, chấm điểm lại. Như vậy khó tránh khỏi những kẻ đục nước béo cò, che đậy lỗ trước kia. Khó mà đề phòng được, vậy chỉ có thể thi lại thôi. Nếu thi lại, vậy thì kỳ thi trước sẽ thành công cốc, như vậy không công bằng. Hơn thế nữa, nếu như vậy sẽ càng không thể giúp Từ Thanh Sách quang minh chính đại đòi lại vị trí trạng nguyên. Tề Dương điện hạ, Phó Dữ Nam, tại sao lại tới đây? Thần đợi ngài đã lâu. Bài thi của kỳ thi mùa xuân, thần giữ chúng cho điện hạ rất lâu rồi. Trường Thi. Hoàng đế chiếu giết ngày 21 tháng 5 năm Quý Hợi, 280 thí sinh tham gia thi viết. Tìm thấy chưa? Có rồi, có rồi. Xem. Ở đâu, ở đâu? Cho ta xem với. Có ta, có ta, có ta nữa kìa. Tốt quá rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Vất vả học mười mấy năm cuối cùng cũng đổ rồi. Từ Thanh Sách, Đường Châu, Tất Khánh Kiệt. Tốt quá rồi. Ta tìm giúp huynh. Thật kìa, có ta nữa kìa. Cuối cùng cũng đổ rồi. Ta đổ rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Trường Thi. Tề Dương điện hạ, đa tạ Tề Dương điện hạ đòi lại công bằng cho học trò chúng ta. Đa tạ Tề Dương điện hạ, Tề Dương điện hạ anh minh. Đa tạ Tề Dương điện hạ, Tề Dương điện hạ anh minh. Đa tạ Tề Dương điện hạ, Tề Dương điện hạ anh minh. Trường Thi. Đa tạ Phó đại nhân đã giúp đỡ ta trong thời gian qua, nhờ vậy mới sửa xong bản dàn nhanh như vậy. Đây là trách nhiệm của bổn quan. Phó đại nhân đã trình giữ bài thi từ trước, đến khi phụ hoàng đồng ý điều tra mới được lên. Có phải đại nhân đã nhìn thấu mọi việc đằng sau rồi hay không? Điện hạ không cần vì chuyện này mà đánh giá cao ta. Trong đầm nước đục này, ta chỉ mong giữ được mình thôi. Nếu không có cửu điện hạ ra tay giúp đỡ, thì những bài thi đó cũng không khác gì bị đốt cháy.
cứu đệ. Trong hoàng cung to lớn này, chỉ còn vậy là thật lòng với dị ca thôi. Dị ca, sao huynh lại nói như vậy chứ? Có phải bây giờ trong mắt của đệ, dị ca là một kẻ không từ thủ đoạn giết quan người trung thành tài giỏi hay không? Không phải đâu dị ca. Tuy đệ nói như vậy, nhưng bây giờ thực ra đệ đã không còn hoàn toàn tin tưởng dị ca nữa rồi, có phải không? À đúng rồi, dì ca muốn hỏi đệ một câu. Nếu là bây giờ, đệ vẫn sẽ cho dì ca miếng bánh đó chứ? Đói quá. Dì ca, cho huynh nè. Để lấy đâu ra vậy? Thái tử ca ca cho ta, ta chưa nỡ ăn nó. Cửu đệ, cho đệ một nửa nè. Ta còn một cái nữa, ta để lại ăn dần dần. Cho huynh cái này đấy. Cứu đệ. Lúc đó dì ca nhớ, suýt nữa thì đệ chết đói. Vì thế ta đã thề với trời, đời này sẽ không để bất kỳ ai tổn thương đệ, cũng sẽ không để cho đệ bị người khác làm hại. Nhưng không bị người khác làm hại thì phải đi làm hại người khác hay sao? Dì ca thừa nhận, đúng là ta đã sơ suất trong việc của Từ Thanh Sắc. Giống là ta muốn nhận hắn làm môn khách, sau này sẽ bù đắp cho hắn thêm. Nhưng mà không ngờ hắn lại là một kẻ quyết không cúi đầu. Đệ cũng biết đấy, phụ hoàng không thích ta, Dực Dương cũng muốn giết ta. Nếu ta không cực lực phản kháng thì ta đã không còn đường sống lâu rồi. Nhưng mà dì ca hứa với đệ, sau này sẽ không hại tính mạng của người khác nữa. Đệ có thể tha thứ cho dì ca không? Dì ca, ta không phải là người không hiểu gì. Chỉ là nếu như mọi người trên đời đều phải trở thành kẻ thống trị để đạt được điều mình muốn, thì sẽ không bao giờ chấm dứt được việc giết hại như thế này. Dì ca, huynh đã rơi vào tình thế nguy hiểm, sao có thể chỉ biết bản thân mình được? Chỉ là ta nghĩ không còn con đường nào khác. Suy cho cùng, đây là nỗi xót xa của chúng ta, hay là nỗi đau của cả thiên hạ này. Dì ca biết, để có cốt cách của một quân tử, vậy nên dì ca không muốn những chuyện xấu xa trong triều làm bẩn mắt đệ. Đệ chỉ cần làm đạo hương cư sĩ của đệ cho tốt thôi. Dì ca sẽ cố gắng không để đệ thất vọng đâu, có được không? Từ tiên sinh, huynh an nghỉ được rồi. Ta không thể trả nợ cho huynh ở kiếp này. Không lâu nữa ta sẽ đưa di vật của huynh về Tô Thành. Tiểu thư, Lục Hương Nhiên ra ngoài rồi. Đi một mình hay sao? Dạ đúng,
Ca ca gửi thư nói Thái Vọng Tân cũng ra ngoài một mình. Hắn nói lên núi để thắp hương cho phụ mẫu. Đã bảo 3 tháng đầu là nguy hiểm nhất, hay là chúng ta về phòng ngồi đi? Ta đâu có yếu đuối như vậy. Ngươi đừng có chuyện bé xé ra to. Sinh em bé có cẩn thận đến đâu cũng không phải chuyện bé xé ra to. Được. Dương Phi, tỷ tỷ, chúng ta, ta và Thái tiên sinh đã tự quyết định chuyện chung thân rồi. Dương Phi, lúc ta mới gặp Hân Nhiên đã thích cô ấy rồi. Sau này ta sẽ không phụ lòng cô ấy đâu. Chỉ cần hai người quyết định chọn nhau, đương nhiên ta sẽ vui. Tỷ tỷ, đây là bùa ta xin từ một nơi rất linh nghiệm, có thể phù hộ cho em bé lớn lên bình an. Chỉ đừng chê đấy nhé. Hân Nhiên muốn xin thứ này nên mới gặp phải thổ phỉ trên núi. May mà lúc đó Thái Mẫu đang đi thắp hương cho phụ mẫu ở trên núi, nên mới không có chuyện gì xảy ra. Con nhỏ ngốc nghếch này, mũi không bị thương chứ? Dạ không, cô ấy bị kiếm chém bị thương ở lưng. Lúc đó trên núi không có ai. May mà Thái Mẫu biết được vài loại thảo dược, băng bó luôn giúp cô ấy. Trên núi không có ai, vậy mùi cũng không tiện xử lý vết thương trên lưng. Chẳng lẽ là nhờ Thái tiên sinh sao? Tỷ tỷ à, quả nhiên Lục Hân Nhiên vẫn đi theo con đường cũ. Đi. Tiểu thư, tiểu thư, Thái Vọng Tân cũng ở trong cánh rừng này, quả nhiên là đang thắp hương cho phụ mẫu. Kỳ lạ thật, nếu chuyện này vẫn xảy ra, vậy rốt cuộc mình đã thay đổi điều gì? Hôm nay ta bói một quẻ, thần tiên ám chỉ hôm nay sẽ có một người chưa hết duyên trần tới, giải quyết món tội nợ từ đời trước với ta. Chắc có lẽ chính là tiểu thư đây nhỉ? Ta tới đây không phải để cầu thần bái Phật, cũng không có gì để cầu nguyện. Nên bà có thể bỏ qua mấy lời ra vẻ thần bí, giả mà như thật ấy đi. Tiểu thư không cần phải như vậy đâu. Ta đã từ chối lời cầu xin của người ban nãy. Vì sao vậy? Ta nhìn thấy máu trong mắt của cô ấy. Đó là dòng máu thân cận nhất. Trong sắc máu đó có ấn ký của dẫn tổ nhà ta. Hãy
Tiểu nương tử, trời sắp tối rồi, tại sao cô lại ở trong núi một mình thế này? Không liên quan tới ngươi. Ta đang nói chuyện tử tế với cô đó, còn cô lại qua quýt như vậy, ta sẽ giận cô đó. Cái đồ cùng đường hết nối nhà ngươi, muốn tiền thôi chứ gì, ta cho ngươi. Ông đây cần tiền, ngươi cũng cần nữa. Cứu ta với, cứu ta, mau chạy đi Thái tiên sinh. Đứng lại, đừng chạy, đứng lại cho ta. Mau lên, Dương Phi, người chạy trước đi. Mà kệ ta, người mau chạy đi. Kệ ta, kệ ta đi. Đứng lại, đứng lại. Thái tiên sinh, người buông ra, người buông ra chưa? Dương Phi, chúng ta đi nào. Không sao đâu, đi. Giật tổ gì chứ? Đó là một lời nguyền âm độc nhất. Tỷ tỷ, đây là bùa ta xin từ một nơi rất linh nghiệm, có thể phù hộ cho em bé lớn lên bình an. Tỷ đừng có chê nha. Tỷ đừng chê đó. Có bao giờ cô nghĩ rằng mọi vật sinh ra trên đời này đều có quy luật của nó không? Giống như một dòng sông dài, nếu như cô ngăn dòng chảy từ giữa sông, chắc chắn nó sẽ tìm hướng chảy khác. Nhưng mà dù thế nào, nó cũng sẽ không dừng bước, không thể nào dừng bước. Thái tiên sinh, may mà có huynh. Lần nào gặp Thái tiên sinh, hình như cũng đều là lúc ta rơi vào hoàn cảnh chật vật khó khăn. Dương Phi nghĩ nhiều rồi, người sống trên đời có ai có thể đi con đường bằng phẳng mãi như vậy được? Trên đời này, e là chỉ có Thái tiên sinh có thể giúp đỡ cho ta thôi. Dương Phi, người vẫn còn đang bị thương, mau tìm một nơi để xử lý đi đã. Đi. Tiểu thư, Thúy Thúy gửi thư nói lúc Lục Hân Nhi về phủ vết thương trên lưng đã được người khác băng bó. Thời cơ cứu nhà họ Lục sắp tới rồi đây. Nào, lại đây giúp đi. Ra đi. Ta mà biết trồng nho rắc rối như vậy, chẳng thà không trồng còn hơn. Mùi nói vậy là hơi không biết điều rồi đó. Nếu không trồng nho thì sao biết được điện hạ có lòng với tiểu thư như vậy chứ.
Chỉ có giai đoạn này là phải làm ấm tăng nhiệt độ cho nho thôi. Những lúc khác thì không cần nữa. Thôi được rồi, mình về nghỉ ngơi đi, tá lại trong lửa. Sao chúng ta dám để Tề Dương Điện Hạ đổi tiếng Hãn Kinh Thành trong lửa cho được? Đông Thanh, Linh Hề, các cô đi làm đồ uống, Tề Dương Điện Hạ khác rồi đó. Dạ rõ. Ta đi xới đất. Kỳ thi mùa xuân kết thúc rồi, Từ tiên sinh cũng đã giành được vị trí trạng nguyên. Quynh nên vui mới phải. Sao nhìn Quynh vẫn phiền muộn như vậy hả? Ta gặp nhị ca của ta rồi. Thực ra hoàn cảnh của Quynh ấy khó khăn hơn tưởng tượng của ta nhiều. Bị hổ sói vây quanh, phải tính toán từng bước. Nhìn trong ngoài triều đình không có ai đáng tin hết. An Nhiên, ta không thể bỏ mặc Quynh ấy được. Ta coi Quynh ấy như huynh trưởng, như phụ thân. Ta biết. Quynh ấy không có đường lui, nhưng ta không biết muội có hay không. Thực ra mấy hôm nay ta luôn nghĩ mọi chuyện diễn ra sau khi muội tới Hãn Kinh Thành. Ta luôn cảm thấy trong lòng của muội có một việc lớn. Mà việc lớn này liên quan tới nhị ca của ta, cũng liên quan tới Lục Dân, liên quan tới Lục Hân Nhiên. Quynh đừng có đoán mò. Ta đã nói rồi, ta chỉ muốn bảo vệ nhà họ Lục. Nhưng mà nhị ca của ta sẽ chỉ ngày càng lún sâu vào cơn lốc triều đình. Muội gánh cả nhà họ Lục tiếp tục đi theo huynh ấy, chẳng lẽ không sợ già nếu đứt dây sao? Đương nhiên là ta biết. Muội chịu đựng được một vụ từ Thanh Sách, nhưng có chịu nổi lần hai hay không? Muội có bằng lòng tin ta? Dù sau này có xảy ra chuyện gì, ta cũng bằng lòng đối mặt cùng muội. Nếu muội không muốn nói với ta cũng không sao, không quan trọng. Nhưng ta không hy vọng rằng muội kìm nén bản thân quá, được không? Mục Xuyên, ta đã nhìn thấy chữ trên dòng rồi. Ta cũng đã biết huynh cứu mạng Linh Hề. Sau khi huynh nghe được tin ta chết, ta chạy về Tô Thành không bằng ngày đêm. Huynh liều mạng cứu Lục Hân Nhiên là vì nhìn ra được thực ra ta sợ mình thật sự giết chết cô ta. Ta vẫn có đường lui. Huynh đợi ta thêm một chút, được không? Ta sẽ đợi muội. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư à, có chuyện gì vậy? Người nói từ từ thôi. Thiếu gia, thiếu gia cưỡi ngựa ra khỏi thành rồi. Ta thấy thiếu gia đeo tay nải, chắc là muốn bỏ nhà ra đi. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư à, thiếu gia để lại một bức thư trong phòng. Thời gian qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra, ta không nghĩ thông suốt được, cũng không hiểu được. Bây giờ điều duy nhất ta có thể chắc chắn là tâm ý của mình. Đại tỷ, ta phải đi làm việc mình thích. Nhưng không biết nhị tỷ làm bây giờ có phải nhị tỷ thích không? Có lẽ nhị tỷ không xấu xa đến như vậy đâu. Lúc tế tử bị giết trước đây, thật ra là tỷ ấy đã bảo ta đi tìm tỷ để cứu người. Trước khi ta tưởng mọi người hẹn gặp nhau ở đó, rồi tình cờ gặp phải chuyện này. Không ngờ là Lục Hân Nhiên. Lục Hân Nhiên có được tin tức về chuyện ám sát, chắc hẳn người hạ lệnh phải ở trong Khánh Dương phủ. Nhị ca muốn diệt khẩu, còn Lục Hân Nhiên mượn đau giết người để ta biến mất mãi mãi.
Tí đừng chê đấy nhé. Lục Hương Nhiên, tuy chúng ta có quan hệ ruột thịt, là tiểu muội của một dòng máu, nhưng lại trở thành kẻ thù không đội trời chung. Ta bị mặt nạ dịu dàng của cô lừa gạt suốt biết bao nhiêu năm, đâu biết được cô đã hận ta tận xương tủy. Lần cuối cùng coi như cô nợ ta, cũng coi như ta lại nợ cô thêm một lần nữa. Món nợ không tính hết đây, đợi đến khi mọi thứ kết thúc rồi tính cũng chưa muộn. Khánh Dương phủ. Bồn Thạch ca ca, ta cứ tưởng phải đợi lâu lắm đấy, không ngờ chàng tới cưới ta nhanh như vậy. Hôm nay ta tới để chọn ngày thành hôn với điện hạ. Theo lý thì tiểu muội không nên đến cùng. Ta không thể đến quyết định ngày thành hôn thì đâu được. Chàng nói đúng hay không, Bồn Thạch ca ca? Nó có lý. Kính tướng của chúng ta là con nhà tướng, đương nhiên sẽ không ưỡn nghẹo như các cô gái khác, đúng hay không? Quản gia, gần đây trong phủ đang làm gì? Điện hạ sắp nạp thiếp, không biết là cô nương nhà nào. Muội muội của tướng quân Tiêu Ánh, Tiêu Kính Tước. Tiêu tướng quân lập chiến công hiển hách ở tiền tuyến, gần đây tướng quân đánh thắng trận, giữ được yên bình cho biên cảnh phía đông ít nhất là 10 năm. Ngay từ đầu bệ hạ đã biết là ta giết thế tử, nhưng bệ hạ có làm gì ta không? Bây giờ bệ hạ đang hạ chỉ lập tức tịch thu gia sản, xử tử các tộc của cô. Cô không hiểu gì hết rồi. Bệ hạ không tiếc hy sinh toàn bộ đạo quân tiên phong, Hồng Du quan giá quả cho Tần Giả Khoát là vì muốn lật đổ Dực Dương mà thôi. Rõ ràng phải 3 năm sau Tiêu Kinh Tước mới vào phủ, tại sao lại sớm như vậy chứ? Điện hạ, Lục An Nhiên tiểu thư tới. Mời vào. Hôm nay có chuyện gì sao? Trông sắc mặt của cô kém quá. Cô không sao chứ? Đa tạ điện hạ quan tâm, ta không sao. Bồn Trạch ca ca, đây là ai vậy? Hôm nay ta gọi cô tới là để giới thiệu Tiêu tướng quân với cô. Tại hạ là Lục An Nhiên, chỉ là một người làm ăn buôn bán nhỏ thôi. Hôm nay nhờ phúc điện hạ mới may mắn gặp được Tiêu tướng quân. Cô nương không cần phải tự hạ thấp bản thân, cô là người được điện hạ đặc biệt giới thiệu, chắc chắn có điểm hơn người. Ngươi nói đúng rồi đó. Vật tư chiến lược của ngươi đến được chiến trường nhanh như vậy là nhờ cả vào công lao của cô ấy. Cô ấy là chủ nhân của sông Ngư Lệnh, hiện giờ là người làm chủ của đội thuyền nhà họ Lục, Lục An Nhiên. Ta biết rồi, cô là tỷ tỷ của Khánh Dương Phi. Đúng. Bồn Thạch ca ca, chẳng thân thiết với cô ấy như vậy. Muội muội của cô ấy lại là chính phi, tương lai ta sẽ không bị bắt nạt chứ. Sao lại như vậy được? Tiêu Mỗ canh phòng biên quan nhiều năm, cũng coi là xứng với sự trung thành của nhà họ Tiêu. Không, bôi nhọ gia môn. Theo lý, nếu như muội muội ta muốn gả cho Dương Tôn, quý tộc trong kinh thành, chắc chắn cũng xứng được với thân phận chính phi. Nhưng mà Kinh Tước từ nhỏ đã thương nhớ điện hạ, dù phải làm thiếp cũng muốn gả vào Dương phủ. Thực ra như vậy đã là thiệt thòi cho muội ấy rồi. Chỉ vì một vị trí chính phi, ý của Tiêu tướng quân là muốn điện hạ bỏ tay sao? Nhưng phi đừng hiểu lầm, Tiêu Mẫu không có ý đó. Tiêu tướng quân, chúng ta quen biết nhau nhiều năm, từng kề vai chiến đấu. Hôm nay rõ ràng ngươi có lời muốn nói, sao cứ phải đi lòng vòng? Tiêu tướng quân,
Có gì cứ nói thẳng ra đi. Điện hạ, Tiêu Mỗ muốn xin điện hạ giúp Mùi Mùi Kinh Tước vào phủ bằng lễ nghi như chính phi. Đây không phải trò trẻ con. Điện hạ vất vả lắm mới có được vị trí trong triều như ngày hôm nay. Nếu thực sự nghe theo Tiêu tướng quân, chẳng phải các triều thần sẽ cho rằng điện hạ là cái hồ đồ sủng thiếp diệt thê sao? Điện hạ, Tiêu Mỗ muốn xin điện hạ giúp Mùi Mùi Kinh Tước vào phủ bằng lễ nghi như chính phi. Có lời này ta không biết có nên nói hay không. Trưởng tỷ như mẫu thân, Dương phi không ở đây, đương nhiên cô có thể quyết định thay đàn ấy. Bây giờ khó khăn lắm, điện hạ mới đứng vững được trong triều. Ta nghĩ rằng Tiêu tướng quân cũng không muốn vì mối hôn sự này mà khiến cho điện hạ phải gánh tiếng xấu sủng thiếp diệt thê. Không dám. Nhưng mà Tiêu tiểu thư thật lòng thật dạ với điện hạ, ta là nữ tử đương nhiên có thể hiểu được. Nghe giọng điệu của cô có kế sách vẹn toàn rồi hay sao? Sau khi Tiêu tiểu thư vào phủ, điện hạ có thể tổ chức yến tiệc với danh nghĩa Tiêu tiểu thư, mời các quý phụ trong kinh thành tới. Như vậy, một là có thể thể hiện được điện hạ coi trọng nhà họ Tiêu trước mặt các quý tộc và niềm yêu thích với Tiêu tiểu thư. Hay là bình thường điện hạ không dám kết giao với người khác, cũng có thể lôi kéo quan hệ thông qua nữ luyến. Chuyện tốt như vậy tội gì mà không làm. Tính toán của Lục Hân Nhiên suốt thời gian qua coi như công cốc. Sao cô ta có thể nhịn được một Tiêu Kinh Tước có xuất thân cao hơn cô ta chiếm hết sự chú ý? Sao chứ? Điện hạ sắp nạp thiếp hả? Lại còn là con gái nhà Tư, là quý tộc hãn kinh thực sự. Dương phi đừng lo, dù thế nào thì người vẫn là chính phi mà. Chỉ có cái danh thôi, ta đâu giống một chính phi. Vì sao ông trời lại bất công với ta như vậy chứ? Lúc ở Lục phủ đã bị Lục An Nhiên chèn ép, bây giờ làm Dương phi cũng vẫn phải nể nang người khác. Không được, ta phải nghĩ cách. Đúng rồi, ta phải nghĩ cách. An Nhiên, ta đưa muội đến một nơi. Đi đâu vậy? Nè, kho Thái Bình. Không biết Lục đại trưởng quầy cảm thấy cái danh là nhóm người đầu tiên chứng kiến kho Thái Bình đáng giá bao nhiêu? Chắc là khoảng đủ để Quynh tự dưng kéo ta ra ngoài 10 lần. Chỉ 10 lần thôi á? Mùi nhỏ nhen quá đó. Chuyện khoa cử cũng coi như hạ màn rồi. Phụ hoàng hỏi ta muốn phần thưởng gì, ta bèn xin cái này. Không lỗ. Chứ gì nữa, trừ các huyện lớn ở Hãng Kinh, phụ hoàng đã hạ lệnh xây dựng kho quan ở các địa phương. Các huyện châu lớn có bến cảng mà nhà họ Lục của mùi xây dựng cũng đã được điều làm kho chứa lương thực triều đình rồi. Xem ra kế hoạch kho lương thực khắp thiên hạ của Quynh đã có kết quả bước đầu rồi. Đi theo ta.